cấp dưới quyết liệt chống đối trường Mỹ Lan khi bị ép làm sai. Hậu pháo, một dạng tội phạm mới gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống. Cựu bí thư Lào Cai khai về món quà Tết 5 tỷ đồng. Tiền tỷ trong tài khoản dồn dập bốc hơi, đến chuyện già cũng không thoát. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Mời quý vị đến với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong phần tranh luận, các luật sư đã trình bày quan điểm bào chữa cho các bị cáo và các bị cáo cũng tự bào chữa cho chính mình. Hầu hết, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc của Viện Kiểm sát. Tuy nhiên, các bị cáo đều cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của cấp trên. Nhiều bị cáo còn khẳng định khi biết sai đã không đồng tình và có phản ứng lại với các chỉ đạo đó. Ngày mùng 1 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong phần tranh luận các luật sư đã trình bày quan điểm bào chữa cho các bị cáo và các bị cáo cũng tự bào chữa cho chính mình hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc của viện kiểm sát tuy nhiên các bị cáo đều cho rằng bản thân chỉ là người làm công an lương làm theo chỉ đạo của cấp trên nhiều bị cáo còn khẳng định khi biết sai đã không đồng tình và có phản ứng lại với các chỉ đạo đó theo cáo buộc giữ vai trò trưởng ban kiểm soát scb từ ngày 17 tháng 4 năm 2019 đến ngày 7 tháng 7 năm 2022, bị cáo Lưu Quốc Thắng đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát, thiếu kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng SCB nên đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong việc hợp thức hồ sơ cho vay, giải ngân 652 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 344.000 tỷ đồng. Với sai phạm này, bị cáo Thắng bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bào chữa cho bị cáo Thắng, luật sư không tranh luận về tội danh nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét về cáo buộc thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý không ngăn chặn kịp thời để Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB. Theo luật sư, trong thời gian làm việc tại SCB, bị cáo phát hiện rất nhiều sai phạm nên đã làm hàng chục báo cáo tình hình hoạt động nêu các kiến nghị để hội đồng quản trị chỉ đạo các chi nhánh phòng ban liên quan giám sát chặt chẽ nguồn vốn nguồn trả nợ của khách hàng nhưng không được hội đồng quản trị scb xem xét ngoài ra quá trình công tác bị cáo còn chủ động đề xuất phải xem xét lại tiến độ thực hiện một số dự án bất động sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay để kịp thời phát hiện những sai sót trong ngân hàng bị cáo còn có ý kiến văn bản báo cáo gửi hội đồng quản trị xem xét định giá tài sản giá trị tài sản thực tế nhưng không được xem xét hoặc báo cáo về việc một số khoản vay có giá trị tài sản đảm bảo được định giá cao hơn thực tế, ban kiểm soát đề nghị xem xét, định giá lại phù hợp, đề nghị khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo. Thậm chí từ tháng 2 năm 2022 khi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối phải nằm điều trị trong bệnh viện nhưng bị cáo thắng vẫn tiếp tục làm văn bản báo cáo những bất thường tại SCB với hội đồng quản trị Bảo chữa cho bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi, nguyên phó giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng SCB, luật sư cho rằng bị cáo chỉ là người làm công ăn lương. Tuy nhiên, khi phát hiện thấy cấp trên chỉ đạo sai pháp luật, bị cáo đã phản đối, không đồng ý thực hiện nên đã xảy ra mâu thuẫn với cấp trên là bà Nguyễn Phương Hồng hiện đã chết. Nhiều lần, lãnh đạo cấp cao là Võ Tuấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB, Trịnh Minh Dũng, phó tổng giám đốc SCB đứng ra giải quyết. Theo luật sư, do nhận thức được việc làm sai trái Cuối năm 2017, bị cáo Lan Chi đã ba lần viết đơn xin nghỉ việc nhưng không được chấp thuận. Để tạo áp lực, bị cáo đã chọn cách không ký tờ trình xin xét duyệt các hồ sơ vay trong 6 tháng để gây áp lực cho cấp trên buộc phải cho mình nghỉ việc. Cũng theo luật sư, sau khi bị cáo Lan Chi nghỉ việc, bị cáo Trương Minh Dũng, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị, còn liên tục gọi điện thoại yêu cầu quay trở lại SCB để ký hợp thức hóa các hồ sơ khoản vay mà trước đây không chịu ký. Tuy nhiên, Lan Chi cương quyết không quay lại ký mà quyết định đổi số điện thoại khác. Luật sư dẫn chứng, đây là một tình tiết đặc biệt quan trọng thể hiện thái độ bị cáo không đồng ý với chỉ đạo của cấp trên, mong hội đồng xét xử lưu tâm khi xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Chi. Theo cáo buộc từ năm 2015 đến năm 2018, bị cáo Lan Chi với vai trò trưởng phòng phó giám đốc phụ trách phòng tái thẩm định SCB đã ký hợp thức hồ sơ của 83 khoản vay liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gây thiệt hại cho SCB hơn 18.000 tỷ đồng. Bị cáo Chi bị viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nói về vụ án liên quan tới tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phạm Văn Hòa cho biết, không chỉ riêng Hậu Pháo đã có trường hợp ghi âm ghi hình lưu trữ tài khoản chuyển tiền cho quan chức sau đó tiếp tục nhờ vả quan chức những cán bộ khi đã nhận tiền phải giúp đỡ lại và làm nhiều hành vi trái pháp luật đại biểu đoàn đồng tháp đánh giá tôi nghĩ rằng nếu làm đúng quy định của pháp luật thì hậu pháo không thể giàu nhanh như vậy việc hối lộ để được tạo điều kiện làm ăn đã từng xảy ra trước đây nhiều cán bộ khi nhận tiền của doanh nghiệp đã tạo mọi điều kiện hay bằng mọi cách để cho doanh nghiệp trúng thầu trúng giá để cho doanh nghiệp làm ăn được Trước đó tại cuộc họp báo thường kỳ, đại diện Bộ Công an cho biết, Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi lũng đoạn, gây áp lực ép một số bị can là cựu quan chức Vĩnh Phúc. Để làm việc này, Hậu dựa vào các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn. Đây là hành vi nguy hiểm, một dạng tội phạm mới gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị ở cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và chính quyền nhân dân. Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng Bộ Công an hiện chưa thông tin chi tiết việc hậu pháo gây sức ép như thế nào, gây sức ép làm sao nên khó đánh giá cụ thể. Ông Hòa nhận xét, theo tôi, đây là loại tội phạm đã xảy ra trong thời gian qua nhưng có thể khác nhau về kiểu, về hình thức nhận hối lộ. Ví dụ như nhận hối lộ công khai hay bí mật, nhận trực tiếp hay nhận thông qua một người khác. Nhưng tất cả sau đó đều tạo điều kiện cho đối tượng hối lộ chúng các dự án. Từ đó đối tượng tiếp tục lợi dụng quan hệ với các quan chức để làm việc với các sở, ban quản lý dự án, vân vân những đối tượng làm ăn phi pháp, gian manh như hậu pháo đều phải dựa vào quan hệ để làm ăn trục lợi. Do vậy, vụ án này cũng tương tự như nhiều vụ việc trước. Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh, luật pháp Việt Nam đã xử lý nhiều vụ việc nhận hối lộ. Bên cạnh đó, theo đại biểu Phạm Văn Hòa, có trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như không nhận tiền, ví dụ như trường hợp một giám đốc CDC vừa qua thì có thể xử lý về mặt hành chính. Tuy nhiên trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và nhận tiền hối lộ thì vụ việc phải xử lý hình sự cả đối tượng nhận hối lộ và đối tượng hối lộ. Đại biểu đoàn Đồng Tháp Phạm Văn Hòa nói, trong các vụ việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, phải tính đến việc sơ xuất do yếu tố chủ quan hay yếu tố khách quan. Việc nhận tiền tiếp tay cho đối tượng hành động vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự. Những cán bộ vừa qua đều phải xử lý tội hối lộ vì đã nhận tiền để làm sai các cá nhân trong vụ hậu pháo đều khai đã nhận tiền và đều giao nộp lại để khắc phục hậu quả. Cũng theo ông Hòa, việc hậu pháo vươn vòi bạch tuộc tới các địa phương khác ngoài Vĩnh Phúc là không hề mới. Các vụ án lớn như Tân Hoàng Minh hay Nguyễn Thị Thanh Nhàn của AIC đều làm ăn ở rất nhiều địa phương, hay vụ Kites cũng phủ tới rất nhiều tỉnh thành. Đại biểu Phạm Văn Hòa nhận định bước đầu hậu pháo bị phanh phui bởi những dự án đầu tư tại hai địa phương là Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Nếu không bị phát hiện, đối tượng có thể vươn thêm các tỉnh thành khác. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố 17 bị can liên quan đến vụ khai thác trái phép quặng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, Nguyễn Văn Vịnh. Đáng chú ý, theo cáo trạng, ông Vịnh thừa nhận nhận 5 tỷ đồng quái biếu từ công ty Lilama. Theo cáo trạng, hành vi của bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã phạm tội, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, quy định tại điểm A, B, khoản 2, điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội rửa tiền, quy định tại điểm A khoản 3, điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009. Hành vi của các bị can Nguyễn Quang Huy, Phạm Cao Khiêm, Nguyễn Ngọc Bích, Lương Văn Na, Cao Văn Tham, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Trung đã phạm tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên theo quy định tại điểm B khoản 2, điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 hành vi của cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, hai cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hương và Nguyễn Thanh Dương, nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai Mai Đình Định đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 281 bộ luật hình sự năm 1999. Cụ thể, đối với bị can Nguyễn Văn Vịnh với cương vị là phó chủ tịch và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án tại quyết định số 1915 ngày 1 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phân công công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, quyết định 1915 Tuy nhiên, trong quá trình thực thi công vụ được giao đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mà ký các văn bản số 1744 ngày 7 tháng 7 năm 2011, số 839 ngày 11 tháng 4 năm 2012, số 2160 ngày 2 tháng 8 năm 2012, số 3805 ngày 3 tháng 12 năm 2012, giấy chứng nhận đầu tư số 12121000358 ngày 17 tháng 12 năm 2012 và có ý kiến bút phê, chỉ đạo và các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật, vi phạm Điều 65, Điều 67, Điều 82, Luật khoáng sản năm 2010, để công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản quạng Apatit tại khai trường 18 thuộc thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, thông qua thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mỏ hành vi của bị can Nguyễn Văn Vịnh đã tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quặng apatit trong phạm vi 37.700 m2, trong đó có 22.674,2 m2 nằm trồng lớn vào diện tích khai trường 18 có trị giá hơn 312 tỷ đồng và hơn 23 tỷ đồng tiền thuế, phí tài nguyên đã nộp, tổng cộng gần 300 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can thừa và vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi bị can Nguyễn Văn Vịnh làm bí thư tỉnh ủy Lào Cai và sau khi công ty Lilama đã san gạt xong mặt bằng dự án, khai thác và tiêu thụ trái phép xong quạng apatit trong diện tích 37.700 m2 thì Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà bị can tặng quà Tết. Sau khi nhận số tiền 5 tỷ đồng, bị can Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều khách hàng hoang mang khi cơ quan chức năng thông tin về vụ việc một khách hàng sau hơn 2 năm gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải MSB bỗng dưng bị mất hơn 58 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều khoản tiền của các khách hàng khác cũng bốc hơi khỏi tài khoản MSB. Đáng nói là ngay cả những chuyên gia tài chính, những người tưởng chừng biết rõ các thủ đoạn lừa đảo trên mạng cũng không ngoại lệ. Những ngày qua, nhiều khách hàng hoang mang khi cơ quan chức năng thông tin về vụ việc một khách hàng sau hơn 2 năm gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải MSB bỗng dưng bị mất hơn 58 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều khoản tiền của các khách hàng khác cũng bốc hơi khỏi tài khoản MSB. Cơ quan an ninh điều tra cho biết, ngày 18 tháng 10 năm 2023 đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, 40 tuổi ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội, giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân MSB chi nhánh Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Bước đầu xác định, bà Hoài Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tám bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Tuy nhiên, những khách hàng cũng bức xúc vì đến lúc này họ vẫn chưa lấy được tiền của mình. Vụ việc xảy ra ở MSB làm người ta nhớ đến vụ án được xem điển hình về trường hợp tiền gửi hàng trăm tỷ đồng trong ngân hàng bỗng nhiên biến mất, gây chấn động thị trường mấy năm trước. Đó là số tiền 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình gửi tại Eximbank. Do số tiền gửi rất lớn nên bà Bình được ngân hàng chăm sóc theo chế độ khách hàng VIP. Ông Lê Nguyễn Hưng, phó giám đốc ACB Bank thành phố Hồ Chí Minh, đã lợi dụng sự tin tưởng của bà Bình cũng như kẽ hở của ngân hàng để chỉ đạo nhân viên lập chứng từ giả, rút tiền từ tài khoản của bà Bình với tổng số tiền 245 tỷ đồng. Năm 2018, vụ án được đưa ra xét xử và ACB đã phải trả lại bà Bình toàn bộ số tiền cùng lãi 92 tỷ đồng. Đó chỉ là một số vụ tiền của khách hàng bị lừa đảo bởi chính nhân viên ngân hàng giả mạo chữ ký, giấy ủy quyền để rút tiền của họ còn những cú hách được thực hiện từ bên ngoài thì ngày càng gia tăng cả về số lượng và thủ đoạn. Mới đây, bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch Ủy ban nhân huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai, cũng thông tin đã bị một nhóm lừa đảo trên mạng lừa đảo và lấy hơn 170 tỷ đồng trong tài khoản. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra. Đáng nói, ngay cả các chuyên gia tài chính, những người tưởng chừng biết rõ các thủ đoạn lừa đảo trên mạng cũng không ngoại lệ. Chuyên gia tài chính, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cũng đang là nạn nhân của một vụ hách tài khoản và vẫn chưa lấy lại được tiền. Theo chia sẻ của ông Hiếu, ngày 18 tháng 11 năm 2023, khi ra ngân hàng để rút tiền, thì ông tá hỏa khi nhân viên báo tài khoản chỉ còn đúng 50.000 đồng, trong khi trước đó số dư của ông có gần 500 triệu đồng. Theo sao kê từ ngân hàng cung cấp, trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023, chủ tài khoản đã có nhiều lần chuyển tiền sang nhiều tài khoản khác nhau ở một số ngân hàng. Thậm chí có hai lần chủ tài khoản gửi yêu cầu cấp lại mật khẩu xác thực OTP thông qua ứng dụng Internet Banking. Mật khẩu này cũng được gửi qua số điện thoại mà Tiến sĩ Hiếu đã đăng ký với ngân hàng. Tuy nhiên, một điều lạ là thay vì gửi đến điện thoại ông Hiếu vẫn sử dụng là iPhone thì ngân hàng cho biết mật khẩu này được gửi đến một chiếc điện thoại Xiaomi. Ông Hiếu nói: "Tôi đã làm đơn kêu cứu, cứu cơ quan công an nhưng đến nay chưa có kết quả. Có thể trong thời gian tới, tôi sẽ khởi kiện ngân hàng để tòa án ra phán quyết hoàn trả tiền." Điều mà ông Hiếu đặt ra là lỗ hổng về bảo mật thông tin, nhất là việc đối tượng lừa đảo có thể đã xâm nhập vào hệ thống để đánh cắp tin nhắn ngân hàng gửi cho chủ tài khoản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan. Bị can Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra sai phạm tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài. Khi phát hiện sai phạm tiêu cực, ông Hà không chấn trình xử lý, vì vụ lợi cá nhân, ông Hà tiếp tục đưa ra các chủ trương, chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực, hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới, các trung tâm đăng kiểm nhận được. Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 12 năm 2022, do lo sợ bị cơ quan công an phát hiện hành vi sai phạm, Đặng Việt Hà đã trả lại 5 tỷ đồng tiền nhận hối lộ cho Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới VAR. Trần Anh Quân giao cho nghiêm Văn Cường, đăng kiểm viên phòng VAR cất giữ. Sau đó, khi cơ quan điều tra phát hiện xử lý nhiều sai phạm đăng kiểm trên cả nước, Đặng Việt Hà trao đổi với lại Thái Phong, sinh năm 1986, phó tránh văn phòng cục đăng kiểm về việc công an xử lý nhiều sai phạm liên quan đến trung tâm đăng kiểm nhưng không nắm được thông tin xử lý về sai phạm gì. Lúc này, Phong nói có quen biết Nguyễn Văn Trung, người có nhiều mối quan hệ với các cơ quan công an. Ngay vậy, Hà nói với Phong nhờ Trung tìm hiểu thông tin xem công an xử lý như thế nào. Tiếp đến, Hà chỉ đạo Trần Anh Quân, dùng tiền trong khoản 5 tỷ đồng Hà trả lại để đổi 100.000 đô la Mỹ. Quân tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Phương Nam, đăng kiểm viên phòng VR liên hệ Nghiêm Văn Cường lấy tiền để đi đổi tiền đô la Mỹ cho Đặng Việt Hà. Phương Nam đồng ý. Nam gặp Cường lấy hơn 2,4 tỷ đồng, đổi thành 100.000 đô la Mỹ và đưa cho Trần Anh Quân. Sau đó, quân đưa 100.000 đô la Mỹ cho Đặng Việt Hà tại phòng làm việc của Hà. Sau khi nhận được tiền từ quân, Hà gọi lại Thái Phong lên phòng làm việc và đưa 100.000 đô la Mỹ cho Phong. Sau đó Phong gặp và đưa số tiền này cho Nguyễn Văn Trung để nhờ tìm người thu thập thông tin đến vụ án đăng kiểm. Tuy nhiên nhận tiền xong, Trung chỉ tìm hiểu thông tin qua báo chí, không cung cấp, thu thập được thông tin gì như hứa hẹn rồi chiếm đoạt số tiền này. Khi biết Phong bị công an triệu tập mời làm việc, Trung mới trả lại 99.000 đô la Mỹ. Hành vi của Trung phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Sau khi bị khởi tố, bắt giam, ngày 29 tháng 8 năm 2013, Đặng Việt Hà có đơn tố cáo gửi nhà tạm giữ công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về việc Nguyễn Văn Trung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hà. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Trung và hành vi môi giới hối lộ của Lại Thái Phong. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ được số tiền Đặng Việt Hà đưa cho Trần Anh Quân và tiền đưa cho Nguyễn Văn Trung quý vị, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam kể từ khi huấn luyện viên Philip Chuse rời đi đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Vừa qua, các tờ báo của Hàn Quốc cũng rộ lên thông tin hai nhà cầm quân là huấn luyện viên Kim Do Hun và huấn luyện viên Kim Sang Sik đã gửi hồ sơ đến Việt Nam thay vị trí ông Chu Chuse. Theo những nguồn tin mới nhất, có hai huấn luyện viên người Hàn Quốc đã ứng tuyển vị trí thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, gồm ông Kim Do Hun và Kim Sang Sik. Hiện hai công ty đại diện của những huấn luyện viên này đã chính thức gửi hồ sơ cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Cả hai huấn luyện viên Kim Do-hun và Kim Sang-sik đều là những nhà cầm quân nổi tiếng người Hàn Quốc. Ông Kim Sang-sik từng dẫn câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai giành một chức vô địch K-League cùng một cúp FA Hàn Quốc. Ông Kim Sang-sik sinh năm 1976 là cựu tuyển thủ Hàn Quốc dự World Cup 2006, đá trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Sau khi giải nghệ và làm công tác huấn luyện, ông Sik dẫn dắt câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai vô địch Calic 2021 và giành cúp FA Hàn Quốc năm 2022. Đáng chú ý, huấn luyện viên Kim Sang-sik từng dẫn Jeon Book thắng Hoàng Anh Gia Lai 1-0 và hòa 1 đều ở vòng bảng AFC Champions League 2022, sau đó vào bán kết. Năm 2023, huấn luyện viên này nghỉ việc vì thành tích không tốt của đội bóng. Trong khi đó, huấn luyện viên Kim do hoon sinh năm 1970, là cựu trợ lý U-20 Hàn Quốc và huấn luyện viên trưởng hai câu lạc bộ Unsan Hyundai và Incheon United. Huấn luyện viên Hoon từng giành chức vô địch AFC Champions League 2020 cùng Ulsan. Cũng như huấn luyện viên Sicks, vì huấn luyện viên này là người quen của bóng đá Việt Nam. Cụ thể, huấn luyện viên Kim Do Hoon từng dẫn dắt Ulsan đá giao hữu với đội U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo năm 2017 và 2019. Ông cũng là thầy cũ của Lương Xuân Trường tại Incheon năm 2016. Huấn luyện viên Kim Do Hoon là một huấn luyện viên nhiệt huyết trên sân và sẵn sàng ăn thua đủ với đối phương để bảo vệ các học trò của mình. Năm 2020, ông kết thúc công việc ở Hàn Quốc và chuyển sang huấn luyện ở Singapore. Nhìn chung, cả hai ứng viên mà truyền thông Hàn Quốc nhắc đến đều rất cá tính. Họ cũng có một số thành tích nhất định trong quá khứ, đặc biệt là cả hai đều từng thành công ở châu Á và đã tiếp xúc với các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, đến giờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa thông báo có bất kỳ động thái tiếp cận nào. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, trong vòng một tháng gần đây, tình trạng nắng nóng gai gắt đã xuất hiện liên tục trên khu vực miền Đông Nam Bộ. Theo đó, khu vực này đón hai đợt nắng nóng vào các ngày 22 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 và ngày 8 tháng 3 đến 20 tháng 3, với nhiệt độ cao nhất trong ngày đã có nơi vượt 38 độ C. Ngoài ra, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên cũng đã có ngày xuất hiện nắng nóng cục bộ. Đáng chú ý trong ngày 5 tháng 3, Tường Dương Nghệ An đã ghi nhận mức nhiệt gần chạm ngưỡng 40 độ C, đây là những dữ liệu cho thấy mùa nắng nóng ở Việt Nam đã khởi động sớm với nền nhiệt ở mức rất cao. Giáo sư tiến sĩ Phan Văn Tân, khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội cho biết, hoạt động của ENSO không quyết định hoàn toàn diễn biến thời tiết của một khu vực. Tuy nhiên, hiện tượng này vẫn là một trong những yếu tố và căn cứ quan trọng để xác định xu thế thời tiết. Dưới tác động của Enino, tổ chức khí tượng thế giới WMO đã chính thức xác nhận nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2023 là năm nóng nhất trong 174 năm qua, cao hơn khoảng 1,45 độ C so với mức nhiệt độ trung bình nhiều năm. Giáo sư tiến sĩ Phan Văn Tân cho hay, tại Việt Nam, tương dương Nghệ An đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất là 44,2 độ C vào ngày 7 tháng 5 năm 2023 và đánh bật giá trị kỷ lục trước đó là 43,4 độ C tại Hương Khê Hà Tĩnh ngày 20 tháng 4 năm 2019. Năm 2024, cơ quan khí tượng dự báo El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 với xác suất 75 đến 80%. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 55 đến 65%. Với diễn biến ENSO như vậy, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do vẫn còn tác động của El Nino nên từ tháng 4 tháng 5, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 1 đến 2 độ C, có nơi cao hơn từ tháng 6 đến tháng 9, mức nhiệt cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ông Lâm nhận định, mùa hè năm 2024 khả năng nhiều đợt nắng nóng hơn và cường độ gai gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!